xong là cao cô gái xinh đẹp. Chào chị. Chào chị. Thế là hai chị em đang ngồi tham vấn hỏi thăm à? Chị đã quyết định đến đây làm nhưng mà vẫn đang băn khoăn thì quá chị hỏi. Đấy, gặp ngay người đẹp này đến đây muốn hỏi gì cho cứ đừng lên, đứng lên đây khai giảng các chị. Nha, đi lên đây nha. Rồi. Đây, Ly có thể chia sẻ với mọi người là bây giờ là Ly giảm được bao nhiêu ký và bao nhiêu cm vào bụng? Em giảm được 8 cân rưỡi. 8 cân rưỡi và giảm 16 cm. 8,5 kg và 16 cm vòng bụng và bây giờ vòng eo của bạn ấy chỉ còn có khoảng 64. Đúng rồi. 64 65 thôi. Đó. Và bản thân khi mà đến với viện thẩm mỹ thì nói thật sự là lúc đấy chưa tin tưởng đâu. Đến thì còn tin tưởng sau còn đi về. Đó. Tin tưởng đến chuẩn luôn đúng không? Đúng chị rồi. Nhớ. Tin tưởng đến buổi sáng tư vấn xong rồi buổi đi về, xong chiều mới lại đi lên. Nhưng đó. Chị giảm thế thì trong bao lâu chị? Một tháng một tháng hơn sang tuần này là tuần thứ năm. Một tháng mà giảm 8 cân rưỡi cơ. 8 cân rưỡi đúng không? Quá tuyệt vời. Đấy, nhưng cái phong người của em mà giảm thì cũng rất đẹp. Tại vì bạn này da trắng này, mặt xinh này, có cái dáng thôi. Em giống như chị đấy. Béo nhiều. Xinh. Đấy. Cô khi mà cô muốn hỏi cháu là trong cái quá trình cháu làm thì nó có đau không? Không đau của có phải nghỉ ngơi, ăn kiêng rồi cái da bụng nó có bị trùng lại không? Không có. Đang chuẩn bị đi biển trình diễn bikini đấy cô ơi, không có lo về cái vấn đề da trùng đúng không? Rồi chứ. Lúc em béo như này, tự bản thân mình bị mặc cảm. Là không có đồ gì để mặc mà đi đâu thì nhìn. Đúng rồi. Mặc cái gì lên cũng xấu ạ. Em bây giờ mua đồ cũng phải toàn mua đồ big size. Mà bây giờ kể cho cái vụ mà cái ông bán giày hay là ông bán thuốc ấy nhỉ? Ông ấy bảo là ngày xưa béo thì như thế nào? Đúng rồi. Hôm qua em đi mua giày cao gót ấy. Thì anh tại khách quen mà. Anh ấy bảo là tao chưa nhìn thấy mặt mày thì tao đã nghe thấy tiếng giọng mày rồi. Mày có thay đổi thế nào thì anh mày vẫn nhận ra mày. Nghe thấy tiếng giọng luôn. Và là sao đợt này mày trẻ thế? Là như gái chưa chồng rồi. Là anh không phải chê mày đâu nhá. Tao là anh phải nói thật là từ trong Tết đến giờ là mày như là hình. Tối tự ti kinh khủng luôn mà. Anh đùa em nói gì nó quá như bà thì. Thật sự nếu mà để mà nói là nhìn cái ảnh này mà bảo là cái ngày đầu đến với viện thẩm mỹ cái đoạn video có mấy phút mấy giây thôi mà chị kín hết cả cái khẩu trang ở mặt rồi vẫn nhận ra trông như bà thím thật, vẫn già, cực kỳ già, già vô cùng luôn. Da nó sạm, mặt mũi cũng thế, trông cũng già hơn. Kiểu như dùng rất nhiều biện pháp giảm cân để giảm cân rồi ấy, nó là tâm lý mà. Dùng thuốc giảm cân cũng có nha. Rồi đi spa các thứ rồi đến những các nơi thẩm mỹ viện khác cũng có nha. Nghĩa là ai mách gì là cháu làm. Bản thân mình là tự mình muốn để mình giảm thôi. Đúng rồi, tâm lý mà. Đấy. Em cũng mong muốn đúng không? Thử hết các cách đấy. Mà uống thuốc nha, đến mua thuốc giảm cân á còn hỏi là anh ơi có cái loại nào mà cao cấp hơn không? Hiệu quả hơn không? Tại vì mình thiên về cái sức khỏe. Mình cũng đảm bảo là đắt tiền sẽ có hiệu quả và nó không bị hại sức khỏe. Thế nhưng dùng nhiều lắm rồi uống thuốc giảm cân nó gây mệt mỏi, nó cũng chả tác dụng gì. Mà nó có xuống nhá, nó có xuống nhưng mà nó gây mệt mỏi cho mình. Sau một thời gian sau thì nó lại bị tăng cân trở lại. Lại tăng cân. Đấy. Em cũng có dùng thuốc giảm cân rồi. Nó cứ giảm được 1-2 cân xong nó tăng gấp đôi đấy. Tăng gấp đôi thôi chứ. Đấy, Tết là bị chồng chê. Thế xong thì bảo là cháu cũng tự ái chứ. Kiểu đúng mình tủi thân mà. Đúng. Thế xong bắt đầu mình nhìn lại mình nhìn cho đúng là mình cũng già thật. Ừ. Xấu thật. Nhưng mà chê kiểu dạ chê hơi thô. Trời ơi. Không mà không giỏi ăn nói. Đấy, thế nên mình đi đâu mình cũng làm gì có quần áo nào để mặc đâu. Đồ trong tủ của cháu toàn đồ thể thao thôi. Chồng nói như thế mình mặc cả. Mình tự ti. Xong hôm đấy từ sao chả hiểu kiểu gì đang ngủ tự dưng tỉnh thì cháu bị mất ngủ từ 3:30 sáng nha. Cứ lại chẳng chẳng mãi là bên nọ là bên kia chẳng đấy. Thế xong bắt đầu là vơ được cái điện thoại trên đầu giường bật lên thì lại gõ Korea. Thế là từ lúc đấy là cứ lướt là quyết định mà làm lần này liều phết. Bây giờ là cô thực sự khi được chia sẻ với cháu thì cô tự yên tin tâm hơn đúng không? Đấy, cô đến nhưng mà cô không tự tin. Cô quyết định rồi, ở nhà quyết định rất cao rồi nhưng mà cô đến đây cô không tự tin làm, vẫn sợ chưa, vẫn băn khoăn rồi lại cứ sợ mất ngủ rồi bây giờ kiểu đấy, cháu cao đấy. Cháu đến với cô Korea thì thật ra là cũng chỉ gọi này để tham khảo cho nên không gọi là thôi. Đúng rồi, xác định là đến để tham khảo thôi đấy. Hôm lên là sờ eo nhìn
nhìn lên đây thì ai cũng xinh, thì các chị thì ai cũng mình cũng muốn ngắm, mình mê rồi đấy. Đến lúc mà được sờ trực tiếp tay này thế là cháu quyết định luôn. Chứ còn đâu là bình thường là mình cũng đang bị không chưa đặt niềm tin, không bị mất niềm tin rồi, nên là mình chưa đặt niềm tin, nên là kiểu là đến để trải nghiệm. Đến để làm để tham khảo, để làm trải nghiệm. Nhưng mà em vẫn có một cái băn khoăn là đấy, công việc của em nó rất là khó để mà ăn kiêng rồi tự nấu ăn ăn đồ đi. Thì không biết là khi mà chị làm cái liệu trình này thì có phải ăn kiêng gì không, khắt khe không? Không, thật ra thì mình cũng trước đấy em chưa đến với Korea thì em đã kiểu dạng là ăn uống khoa học ấy, mình kiểu dạng là mình thiên về sức khỏe nên là mình hạn chế ăn tinh bột. Mình ăn kiểu nhiều, ăn thêm về rau củ. Tức là ở đây chỉ mình chỉ hạn chế thôi, hạn chế ăn bớt đi thôi vào được bữa tối. Rồi mình hạn chế các đồ chiên rán rồi tinh bột các thứ thôi, chứ không yêu cầu mình phải ăn kiêng nhịn ăn gì đâu. Nói chung là về cơ bản thì mình vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường, không có ảnh hưởng gì hết mà cũng không phải nghỉ dưỡng kiêng khem. Kể cả là vừa mới làm hôm nay xong hôm sau cũng cần nghỉ ngơi nhá. Khách của Korea 3 giờ chiều xách luôn vali đi ra sân bay để đi Nha Trang đi chơi, đi du lịch luôn. Thế là bình thường, chứng tỏ là hoàn toàn khỏe, không có vấn đề gì cả. Chính xác, hoàn toàn bình thường. Mới đầu em cũng nghĩ rằng là đau hay là sợ xâm lấn không trước nha chị Nguyên nha. Em còn tìm hiểu là hút mỡ nữa cơ. Đã từng đi tìm hiểu hút mỡ luôn. Tại vì tâm lý mà nào thì tìm mọi cách luôn, nào có cả là về hút mỡ, nhưng mà gan của mình không to được, nhìn thấy sợ thì mình kiếm hút mỡ mà đấy, dài luôn ý, dài như thế cơ mà đấy. Thế là cả nó cũng là đại phẫu rồi, đây là cũng nguy hiểm. Đấy thì thực ra bản chất thì mình phải lựa chọn cái phương pháp nào, mặc dù liều thì liều nhưng nó phải có căn cứ, phải có khoa học. Bây giờ tôi không phải nghỉ dưỡng, không phải kiêng khem, không đau, không đớn, không gì cả, vẫn sinh hoạt làm việc bình thường, chả ai biết là tôi làm mà tự nhiên thấy tôi đẹp, tôi đẹp đúng không? Thế bây giờ hay là mình thích là mình phải đi đau rồi là rồi phải nghỉ dưỡng rồi là rồi vết khâu vết mổ rồi các kiểu, nói chung là nó rất là nhiều thứ. Đấy thì thực tế là khi mà đến với viện thẩm mỹ Korea thì bản thân là tâm lý như cô cũng vậy, em cũng vậy, chưa từng sử dụng dịch vụ của viện thẩm mỹ thì sẽ có những cái băn khoăn lo lắng, đấy là chuyện đương nhiên thôi. Thế nhưng mà khi mà mình được tham khảo, mình được tư vấn, mình được có những cái dữ liệu đưa ra để mình có thể quyết định đâu là phương án phù hợp nhất với mình. Nói chung là khi được giao tiếp với em thì chị đã quyết tâm. Mắc thị nano mắc đùa, công nghệ giảm mỡ hiện đại bậc nhất thế giới, tiêu hủy tới 99% lượng mỡ thừa, ngăn ngừa hấp thụ chất béo. Hàng ngàn khách hàng đã lấy ngay vóc dáng thanh xuân và cải thiện sức khỏe với quy trình 60 phút, đo chỉ số cơ thể, kiểm tra phân tích tình trạng tích mỡ với hệ thống máy chuyên dụng 5D OnFit, nguyên phác đồ điều trị phù hợp với thể trạng từng khách hàng, cam kết hiệu quả liệu trình bằng văn bản, tác động enzyme loãng thực vật, tạo form, định hình vóc dáng và nâng cơ. Viện thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam. Gọi 1900 0361 0911 859999 hoặc inbox để được tư vấn.